cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con thức dậy với tâm tình cảm tạ và suy ngẫm lời Chúa. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: Thiên Chúa muốn đức tin, họ lại muốn phép lạ, điềm báo. Thiên Chúa muốn cứu rỗi thế gian, họ lại muốn một đấng Mêsia vì lợi ích của họ. Còn con thì sao? Con tìm kiếm điều gì nơi Chúa Giêsu? Con sẽ có những phản ứng thế nào khi không được đáp ứng mong đợi? Con sẽ nhìn thấy được phép lạ khi đức tin con lớn mạnh, vượt ra khỏi những thứ bên ngoài để tìm kiếm tình yêu thương. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những anh chị em đang bị đàn áp tôn giáo. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước kém dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con dành chút thời gian giữa ngày và tìm một nơi yên tĩnh để cầu nguyện. Con đang cảm thấy thế nào? Đã bao giờ con cảm giác thất bại những lúc đang thực hành sứ mệnh hay không? Những lúc ấy, con phản ứng ra sao? Chúa Giêsu biết rõ rằng người phải đối mặt với sự mệt mỏi, bị từ chối, bị bắt bớ và thất bại. Nhưng người vẫn tiếp tục sứ mệnh và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa Cha. Khó khăn là một phần của nhiệm vụ này, nhưng con biết rằng mình không đơn độc. Con quyết sẽ can đảm vâng nghe theo Chúa Giêsu. Chỉ xin Ngài ban thêm sức mạnh và niềm tin cho con và những người đang bị đàn áp tôn giáo. Con quay trở lại ngày sống của mình. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Cha, một ngày đã gần khép lại. Con xin tạ ơn Ngài và xin Ngài ban cho con ánh sáng để soi chiếu những gì mình trải qua trong ngày. Con đã thực hiện sứ mạng theo Chúa Giêsu như thế nào trong đời sống thường nhật của mình? Liệu đã có khó khăn nào ập đến không? Những cảm xúc nào đã khơi gợi trong con? Nào, đừng nản lòng. Lạy Cha, xin giúp con biết cầu nguyện liên lỉ, biết kết nối và đối thoại với anh chị em xung quanh. Con xin phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Cha và cầu nguyện cho những ai đang bị bắt bớ và bắt hại tôn giáo. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.